Thành phố Vũng Tàu là địa phương cuối cùng được truyền tải thông tin trong chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Thưa quý vị, 9 tháng của năm 2023, toàn thành phố Vũng Tàu đã vận động quỹ vì người nghèo các cấp được gần 2,5 tỷ đồng. Với gần 2,5 tỷ đồng vận động vào quỹ vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ cho người nghèo như tổ chức phiên chợ yêu thương, tặng hơn 1.500 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng trị giá gần 1,6 tỷ đồng. Xây dựng và sửa chữa 18 căn nhà đại đoàn kết, mái ấm yêu thương với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu còn trao vốn sinh kế khởi nghiệp và trao con bò giống cho 24 hộ nghèo với tổng giá trị 180 triệu đồng. Những tháng cuối năm 2023, Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục triển khai các mô hình giảm nghèo, trao sinh kế, xây dựng nhà đại đoàn kết, mái ấm yêu thương. Qua đó góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.